Xin chào mọi người, sau đây tôi xin giới thiệu một sản phẩm vừa mới xuất hiện trên thị trường, đó chính là mạch điều khiển LED RGB 7 màu, một sản phẩm giúp chúng ta có thể điều khiển các mạch đèn LED với nhiều hiệu ứng một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Điều đầu tiên, khi nhìn vào thì mạch điều khiển có một hình dáng chắc chắn, bền, đẹp, đặc biệt bốn góc được cố định bằng bốn thanh kim loại màu vàng ánh kim rất là bắt mắt. Với nguồn vào là một trong hai loại phổ biến là 5V hoặc 12V thì ở đây tôi sẽ thử kiểm tra mạch hoạt động với nguồn 5V. Như các bạn đã thấy thì với nguồn 5V mạch của chúng ta chạy hết sức ổn định. Và với nguồn 12V thì mạch của chúng ta cũng đã chạy rất là bình thường. Một điều đặc biệt đối với mạch điều khiển LED RGB 7 màu ở đây là dù mạch chỉ chạy với nguồn 5V hoặc là 12V nhưng khi nguồn chỉ đạt mức 2V thì mạch vẫn chạy rất là tốt và ổn định. Điều này giúp mạch trong các trường hợp như là sụt áp thì vẫn có thể chạy bình thường. Với hai loại nguồn có thể chạy là 5V hoặc 12V thì mạch của chúng ta có thể điều khiển rất là nhiều loại LED 7 màu khác nhau, điển hình như là các loại LED đúc hoặc là LED dây dán. Về cái cách điều khiển thì cùng với 7 chế độ tự chuyển màu, các bạn có thể dễ dàng điều khiển trực tiếp bằng các nút bấm ngay trên bo mạch với nhiều chức năng khác nhau. Sau đây tôi sẽ thử kiểm tra một số phím bấm chức năng ngay trên bo mạch của mạch điều khiển LED RGB 7 màu 90A như là on, off, đơn sắc, đa sắc, tăng và giảm tốc độ. Thì như các bạn đã thấy, các phím bấm chức năng hết sức nhanh nhạy và dễ dàng điều khiển LED theo ý muốn của mình. Thì ở đây tôi cũng xin muốn nói thêm là ngay trên các phím bấm chức năng là bảng LED 7 thanh chạy từ 1 đến 7 dùng để hiển thị các chế độ tự chuyển màu mà LED đang chạy. Cùng với cách điều khiển trực tiếp trên bo mạch, bạn cũng có thể điều khiển từ xa bằng remote. Bây giờ tôi sẽ thử kiểm tra chức năng điều khiển từ xa bằng remote với mạch điều khiển LED RGB 7 màu 240A. Thì ở đây, mạch điều khiển có thể hiển thị được 16 màu đơn với 7 hiệu ứng đổi màu đặc sắc khác nhau, 20 mức thay đổi độ sáng cùng với 20 mức thay đổi tốc độ. Như các bạn đã thấy, với rất nhiều phím chức năng, chúng ta đã có thể tự do thay đổi màu sắc, tốc độ cũng như các kiểu nháy của đèn LED một cách dễ dàng, đơn giản mà không cần phải đến bấm nút trực tiếp ngay trên bo mạch. Với hàng loạt các chức năng tiện dụng như vậy, cùng với 3 mức công suất khác nhau là 24, 90 và 240A, có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của tất cả mọi người. Đây là một loại mạch có công suất là 24A. Sau đây tôi sẽ thử kiểm tra công suất của nó xem có đúng thực tế như vậy hay không. Và như các bạn đã thấy, với số lượng là 200 đèn LED, ứng với 50% mức công suất của mạch, thì mạch đã chạy rất là bình thường. Bây giờ tôi sẽ thêm 100 đèn LED nữa, vậy tổng cộng là 300 đèn LED, ứng với 75% công suất của mạch. Và như các bạn đã thấy là mạch của tôi lúc này chạy vẫn rất là ổn định. Cuối cùng tôi sẽ thêm 100 đèn LED nữa, số lượng bây giờ là 400, ứng với 100% công suất của mạch 24A. Thì như các bạn đã thấy là mạch lúc này chạy hết sức là ổn định. Như vậy thì chúng ta đã có thể chắc chắn rằng mạch của chúng ta đã có thể chạy đáp ứng 100% công suất của nó. Vừa rồi là phần giới thiệu của tôi về sản phẩm LED RGB 7 màu. Vậy nếu các bạn có nhu cầu thì còn chần chừ gì nữa?